em bán được bao nhiêu này chị thấp đi, vậy đếm coi được nhiêu. Hiện nay em bán đắt, mấy cô mua giùm nhiều. Em bán đắt chị mừng không? Mừng hai sớm mừng lắm ha. Hai chị ăn mừng trong đợi dạ, em. Dạ. Chị đói bụng chưa? Đói. Ăn bánh mì nha, em có mua bánh mì cho chị nha. Để em đi lấy bánh mì cho chị nha. Dạ. Hơn 90 năm, hai cụ bà như hình với bóng. Không chồng con, không tài sản riêng tư, hai chị em bà Ngương tần tảo, nương tựa nhau đi qua từng thăng trầm của một đời người. Trước có chị, có em san sẻ mưu sinh. Hơn 10 năm nay, chị bà Ngương, bà Võ Thị Hạnh lâm bệnh nặng, sức khỏe ngày một yếu hơn. Bà Ngương nhận phần vất vả, chỉ với ước mong còn được ở bên chị. Bà đi bán cực quá, bây giờ nấu tôi đêm có thức mà chở chăn được chăm sóc một mình mà giữ tôi nghỉ sống như tôi em tôi cực quá mà bà sống với nó, nếu không sống với nó mất một người nó tôi chịu không được. Nó đi bán đi số mà tụi nhà tôi cũng trông. Tôi chăm tôi hỏi thăm cái người đó nói à, bà đi bà không gì nói, ủa sao cái gì nói vậy chồng có anh đi tôi chưa bước chứ nói không gì tôi không chịu sợ dối chi mệt nhiều rồi chỉ chết rồi bỏ mình. Cảm ơn thương lắm. Chồng em là cháu hồi đó tới giờ ở đây sống với hai dì. Rồi không thấy hai gì cũng hiền rồi không có ấy gì đó. Rồi mới ở đây sống cơm nước cho hai gì. Hai gì yêu thương hai chị em yêu thương nhau dữ lắm. Không có hai gì không có rời xa nhau bà nè. Dì hai thì như dì ba đi bán thì cũng nhớ ở nhà dì hai. Rồi dì hai ở cũng ở nhà nhớ dì ba. Vậy chứ không có mà ấy thương dữ lắm, hai bà thương nhau lắm. Suốt mấy chục năm qua, hiếm có mâm cơm nào mà dán đi phần chén đũa, dù đôi khi có thể thiếu cá cạn canh. Việc chăm lo cho chị hai, bà Ngương xem như một phần của đời mình. Cái đau buốt từ đôi chân nhọc nhằn, sự nhức mỏi của cả ngày rong ruổi, không thể khiến bà cụ đau đớn cho bằng diễn cảnh trơ trọi một mình khi không có chị kề bên. Tôi mong muốn tôi nuôi chị tôi sống trăm tuổi với tôi đừng chết. Chị ra chị ở nhà nha. Tôi đi bán tối về nha. Tôi đi lấy cái số nha. Tôi bán đất cho chị mừng nha. Ở nhà nha. Tôi đi về. Chiều muộn, bà ba vé số lại tiếp tục hành trình mưu sinh. Ở cái tuổi 92, người ta không nghĩ bà cụ có thể bươn chải đến tận 9-10 giờ đêm không ngơi nghỉ. Một góc đường ở trung tâm thành phố về đêm, nhịp sống đô thị nhộn nhịp dưới những ánh đèn đường. Đầu đó, người ta thấy bóng dáng bà cụ khắc khổ đi bán từng tờ vé số. Những tấm vé mưu sinh, đằng sau đó còn có cả đức hy sinh xuất phát từ tấm lòng của một người em trọn tình vẹn nghĩa.